Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Nông Dân Mê Truyện của Ad nha. Ad tiếp tục gửi đến các bạn bộ truyện tranh Yêu Thần Ký tập 568 nha cả nhà. Nhíp ly, nhíp ly. Đây là sa mạc thần cung. Ha, vậy mà... Ủa, đó không phải là mình sao? Làm cái gì vậy? Kiếp trước của ta sao lại ở đây? Ta là đang nằm mơ hay sao? Nhéo thử. Đau quá. Xin chào. Kia là... Thì ra là như vậy. Sa mạc thần cung vẫn luôn ở đó, cũng chưa bao giờ tồn tại. Đây chính là nơi kỳ diệu của thời không. Thời không yêu linh chi thư thật sự chỉ tồn tại ở trong thời không hư vô. Kiếp trước mình sở dĩ có thể gặp được nó, chẳng qua cũng chỉ là gặp được ở một tiết điểm nào đó của thời không mà thôi. Cũng giống như nay thời không, dây này nó tồn tại, dây tiếp theo nó sẽ biến mất. Đây chính là điểm huyền diệu của thời không. Biến mất. Chỉ còn lại nhíp ly và cuốn sổ. Ok các bạn, cũng đã kết thúc tập 568 của bộ truyện tranh Yêu Thần Ký rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cho kênh Nông Dân Mê Truyện của mình nha. Và các bạn ơi, đừng quên cho mình một like. Và nếu bạn nào chưa subscribe kênh thì nhớ hãy subscribe kênh ngay bây giờ nha. Và nhớ đừng quên là hãy nhấn thêm chiếc chuông bên cạnh để nhận được thông báo mới nhất từ những video được đăng trên kênh của mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha.